Làm sao tăng tần số rung động để bạn có thể thu hút mọi thứ ngay lập tức? Trong video hôm nay, Jenny sẽ hướng dẫn các bạn những cách hoàn toàn khác biệt với những gì bạn thường nghe và liệt kê ra 5 bí quyết để bạn có thể thực hành hàng ngày giúp tăng tần số rung động của bạn nhanh chóng. Ngoài ra thì Jenny cũng muốn thông báo về một chương trình giveaway tặng quà miễn phí cực kỳ hấp dẫn, nên là các bạn hãy nhớ theo dõi đến cuối video nhé. Hello mọi người, mình là Jenny. Trong video hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về những cách giúp tăng tần số rung động của bạn để việc thực hành thu hút bằng luật hấp dẫn được hiệu quả hơn. Ok, đầu tiên thì chúng ta sẽ nói sơ về tần số rung động là gì và tại sao nó lại quan trọng như vậy nhé. Khoa học đã chứng minh rằng mọi thứ trong vũ trụ này đều là năng lượng và chuyển động. Mọi thứ mà bạn nhìn thấy, nghe thấy hay chạm vào đều rung động với một tần số nhất định. Và trong cuốn Power vs. Force thì tiến sĩ David Hawkins có nói rằng những nghiên cứu và đo đạc đã cho ra các điểm số, tần số rung động tương ứng với các cấp độ ý thức của con người. Chẳng hạn như ở mức độ điểm số thấp là dưới 20 điểm thì tần số này thường có ở những nơi như là nhà tù, các lò giết mổ, ổ cờ bạc, bệnh viện hay là những vùng đất đang có bạo động, hoặc là những nơi có những hành động bất thiện, có những người đang gặp chuyện đau khổ, tủi nhục v.v. Thì đây đều là những nơi có nguồn năng lượng tiêu cực và mang một tần số rung động, hay còn gọi là một cấp độ ý thức cực kỳ thấp. Hoặc nếu như chúng ta nói về con người đi, thì bạn có thể dễ dàng thấy là những người có tần số cao là những người vui vẻ, hòa đồng, tích cực và yêu thương. Đó đều là những cảm xúc có tần số rung động cao, chẳng hạn như là các nhà sư, thiền sư, các bậc thầy tâm linh. Thì khi mà bạn ở gần những người như vậy, bạn sẽ ngay lập tức cảm nhận được một sự thoải mái, yên bình, yêu thương. Bạn như kiểu muốn được đến sát người họ, tâm sự hay là giải bày hết mọi âu lo với họ, và bạn sẽ cảm thấy như là được chữa lành ngay lập tức, dù cho họ chưa cần làm gì cho bạn. Ngược lại thì tần số rung động thấp là những trạng thái khi bạn cảm thấy căng thẳng, tiêu cực, buồn bã, đố kỵ hay giận dữ. Chẳng hạn như khi bạn bị cảm cúm thì tần số của bạn sẽ là 58 MHz, và nếu tần số cơ thể ở mức 42 MHz thì các tế bào ung thư sẽ có thể xuất hiện. Cuối cùng, khi một cơ thể đã chết thì tần số đo được là khoảng 20 MHz. Một số bạn thường hay bảo rằng tại sao tôi thực hành luật hấp dẫn thu hút người yêu, thu hút tiền bạc mỗi ngày nhưng mãi không thấy hiệu quả. Lý do là gì? Nguyên nhân chính là nằm ở tần số rung động của bạn. Nếu như nhìn vào cái bảng đo tần số này thì bạn có thể thấy rằng đa số mọi người khi mới bắt đầu biết đến luật hấp dẫn sẽ thường rơi vào khoảng nửa dưới của cái thang đo này. Đó là những suy nghĩ, cảm xúc tiêu cực như là xấu hổ, tội lỗi, thờ ơ, buồn phiền, ham muốn, sợ hãi v.v. Và nếu như bạn để cơ thể rơi vào trạng thái rung động thấp như vậy thì không chỉ là bạn không thể có được những điều bạn muốn, mà khả năng cao là bạn cũng sẽ thu hút những điều tồi tệ đến với bạn. Và tiếp theo đó, khi mà bạn ở mức khoảng 200 cho đến 350, là ở khoảng giữa này thì mới gọi là tạm ổn. Thế nhưng như vậy vẫn chưa đủ, bởi vì nếu như bạn muốn thu hút được nhiều hơn, nhanh hơn những khao khát của bạn thì bạn cần phải nâng tần số rung động của bản thân lên cao hơn nữa. Luật hấp dẫn của vũ trụ đã chỉ ra rằng những gì giống nhau sẽ thu hút nhau, những điều tốt đẹp sẽ thu hút những điều tốt đẹp, tình yêu sẽ thu hút tình yêu. Vậy thì bạn thử nhìn xem tình yêu nằm ở mức nào? Rất cao. Do đó, để có thể thu hút thành công những gì bạn muốn thì điều quan trọng nhất chính là phải thường xuyên giữ được tần số rung động của bạn ở mức độ cao. Và sau đây thì Jenny sẽ chỉ cho các bạn 5 bí quyết giúp nâng cao tần số rung động của bạn. Và các bạn hãy nhớ là comment xuống bên dưới video những kiến thức mới này để bắt đầu cài đặt vào tiềm thức của bạn nhé. Ok, và bí quyết đầu tiên đó chính là sử dụng crystal, tinh thể đá năng lượng. Jenny là một fan bự của crystal. Nếu như bạn nào thường xuyên theo dõi các trang cá nhân của Jenny sẽ thấy rằng Jenny có rất nhiều những viên tinh thể đá crystal như thế này. Và Jenny đặt nó ở khắp mọi nơi trong nhà, như là phòng ngủ, trên bàn làm việc hay là trong phòng quay studio. Và đặc biệt là trong phòng thiền của Jenny cũng có rất nhiều những viên đá crystal như thế này.
Có thể nhiều người không tin vào những viên crystal này, nhưng cũng không sao. Còn riêng với bản thân Jenny thì Jenny vô cùng yêu thích những viên crystal này. Và mỗi khi mà nhìn vào chúng như vậy thì Jenny cảm thấy rất là vui sướng và hạnh phúc. Và đó cũng là bí quyết giúp Jenny luôn có thể thu hút được mọi thứ mình muốn nhanh như vậy. Vì cảm xúc tích cực bằng tần số rung động cao, và tần số thế nào thì sẽ thu hút được thành công thế ấy. Bí mật của các kim tự tháp. Thật sự là mỗi viên crystal như thế này đều mang một nguồn năng lượng rất lớn bên trong. Bạn có thể tự mình research, tìm hiểu những thông tin này. Những viên tinh thể đá thạch anh như thế này được hình thành qua hàng ngàn năm và chúng hấp thu được vô số năng lượng của vũ trụ. Mỗi loại crystal sẽ phát ra những tần số rung động riêng. Nó có thể giúp chuyển hóa và làm nâng cao tần số của bạn khi mà bạn ở gần chúng. Chẳng hạn như ở những khu vực đặc biệt trên bản đồ thế giới như là các kim tự tháp Ai Cập, thường được mọi người biết đến là lăng mộ của các vị pharaoh. Thế nhưng sự thật là cho đến nay người ta chưa từng tìm thấy bất cứ một xác ướp của pharaoh nào ở bên trong cả. Bởi vì các pharaoh khi chết đi sẽ được đem chôn ở một nơi gọi là thung lũng của các vị vua. Vậy thì câu hỏi là người ta xây dựng các kim tự tháp đó để làm gì? Đây là một bí mật mà chính phủ và các nhà khoa học không muốn quá nhiều người biết. Nói đơn giản thì qua các nghiên cứu khảo cổ đã cho thấy rằng bên trong các kim tự tháp tồn tại những căn phòng và cấu trúc đặc biệt có chức năng lưu giữ và tạo ra một nguồn năng lượng cực lớn. Và nguồn năng lượng bí ẩn này có thể dùng trong việc chữa bệnh, vận hành các thiết bị máy móc tinh vi và cả những phương tiện liên lạc với bên ngoài không gian mà đến nay con người vẫn chưa hiểu hết được. Và điều quan trọng mà chúng ta cần lưu ý ở đây chính là hầu hết các kim tự tháp trên thế giới đều được xây dựng bên trên các mỏ tinh thể thạch anh cực kỳ lớn và chứa rất nhiều năng lượng. Hoặc một ví dụ khác gần gũi hơn đó là những chiếc điện thoại của các bạn. Bên trong các thiết bị điện tử như thế này thì chúng ta đều cần sử dụng các kim loại đặc biệt để dẫn điện như là vàng, kim cương hay là crystal, bởi vì chúng giữ năng lượng rất tốt. Do đó nếu như bây giờ bạn đang cảm thấy mình cần nâng cao tần số rung động của bản thân thì hãy sử dụng ngay một viên đá crystal để hỗ trợ bạn, giúp cho việc thực hành luật hấp dẫn diễn ra nhanh chóng hơn. Và thời gian qua đã có rất nhiều bạn nhắn tin hỏi Jenny nơi để mua các loại đá crystal như thế này. Thì ban đầu Jenny cũng có thử tìm kiếm xem có nơi nào bán crystal uy tín ở Việt Nam không, thì thực sự là không tìm được nguồn bán nào khiến Jenny hài lòng để giới thiệu cho các bạn. Tuy nhiên do nhu cầu mua crystal của các bạn học viên và những người thường xuyên theo dõi Jenny quá cao nên là Jenny sẽ giới thiệu một vài loại crystal mà Jenny đã tuyển chọn kỹ trên trang web của mình. Và nếu như bạn nào muốn mua thì có thể lên trang web đặt mua trực tiếp, và Jenny sẽ để link ở bên dưới phần bình luận nữa để các bạn có thể click vào. Nhưng do số lượng của bộ sưu tập đầu tiên này không nhiều nên là bạn cần phải đăng ký thông tin đặt hàng trước để được vào danh sách chờ mới được ấy. Bên cạnh đó thì còn có một chương trình giveaway đặc biệt tặng crystal miễn phí dịp năm mới cho các bạn nữa. Việc bạn cần làm đó là hãy nhanh tay click vào link ở bên dưới, tham gia và làm theo hướng dẫn. Sau một tuần nữa Jenny sẽ công bố 3 bạn may mắn nhất được nhận những phần quà giá trị này trên tài khoản Instagram của Jenny là Jenny Uyên Chu. Nên nếu bạn nào chưa follow thì nhớ vào follow nha, nếu không sẽ bỏ lỡ thông báo trúng giải. Ok, và bí quyết thứ hai để gia tăng tần số rung động của bạn đó là sử dụng nước. Như chúng ta đã biết, 80% cơ thể người là nước, 70% bề mặt địa cầu cũng là nước. Vì thế một cách hiệu quả để thanh tẩy cơ thể và truyền năng lượng của bạn là sử dụng nước sạch. Như Jenny đã từng nói về lợi ích của nước trong luật hấp dẫn ở video trước, là nước thật sự là một chất dẫn năng lượng tuyệt vời nếu bạn sử dụng nước đúng cách để nó có thể phát huy được hiệu quả tốt nhất cho việc cải thiện tần số rung động của bạn. Chẳng hạn như bạn có thể tìm hiểu về các nghiên cứu nổi tiếng của tiến sĩ Emoto về tác động của cảm xúc lên các tinh thể nước. Ông ấy đã đặt những chai nước lấy từ một nguồn nước giống nhau và bật những thể loại nhạc khác nhau cho các chai nước đó nghe mỗi ngày. Như là có chai thì sẽ cho nghe nhạc rock, có chai thì sẽ cho nghe những loại nhạc nặng nề khó chịu, hoặc là có chai sẽ được nghe nhạc Beethoven. Và sau đó thì ông ấy sẽ đem đóng băng những mẫu nước này thành dạng tinh thể như là bông tuyết, rồi đem soi dưới kính hiển vi.
và ông đã phát hiện ra rằng với các tinh thể được nghe những âm thanh có tần số cao như là nhạc cổ điển, nhạc thiền hay là các bài tụng chú thì sẽ có hình dạng là những bông tuyết vô cùng đẹp. Còn các tinh thể nghe những âm thanh tần số thấp như những bài nhạc rock nặng, những lời mắng chửi thì sẽ trở thành hình dạng xấu xí, vụn vỡ. Ok, và bí quyết thứ 3 đó là mẹo sử dụng password hay là mật khẩu. Rất nhiều bạn hay nói về các lời khẳng định, affirmation hay là suy nghĩ tích cực v.v. Tuy nhiên, một điều đơn giản nhất mà bạn có thể làm ngay trong tầm tay chính là thay đổi password, mật khẩu tài khoản hay điện thoại của bạn thành điều mà bạn muốn trở thành. Chẳng hạn như mật khẩu tài khoản của Jenny là... Mình đùa thôi. Ví dụ bạn có thể thay đổi password điện thoại của bạn thành tôi giàu có 24/7/365, hoặc tôi là tình yêu 24/7/365 chấm than, hoặc những câu tương tự như vậy. Vì đây là một mẹo rất dễ để bạn có thể làm tại nhà giúp nâng cao tần số rung động của bạn. Ok, và bí quyết thứ tư đó là sử dụng 4 câu thần chú thanh tẩy Ho'oponopono. Đây là một phương pháp ban đầu nghe có vẻ kỳ quặc, nhưng Jenny hứa với bạn là nếu bạn thực hành được điều này thì sẽ thấy một sự thay đổi to lớn. Phương pháp này được biết đến qua cuốn sách cùng tên kể về một tiến sĩ người Mỹ làm việc cho một nhà tù nơi giam giữ toàn những phạm nhân mang tội rất nặng và bị bệnh tâm thần ở Hawaii. Và bằng cách phân tích hồ sơ của từng bệnh nhân thì nhà trị liệu này đã áp dụng 4 câu mantra Ho'oponopono hàng ngày là I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. Nghĩa là tôi xin lỗi, hãy tha lỗi cho tôi, cảm ơn, tôi yêu bạn. Và không cần nói chuyện hay là tiếp xúc với bất kỳ ai trong số những bệnh nhân này. Và kết quả đáng ngạc nhiên đến nỗi có thể nói rằng vị tiến sĩ này đã chữa khỏi bệnh cho tất cả các bệnh nhân ở đó chỉ trong một thời gian ngắn. So với cùng phương pháp này, Jenny sẽ thay đổi một chút để bạn có thể áp dụng nó với ý định và cảm xúc là chữa lành và thanh tẩy cho bản thân, giúp nâng cao tần số rung động của bạn. Và bạn sẽ làm điều này bằng cách đầu tiên là hãy đến trước một cái gương và hãy nhìn vào hình ảnh của bạn ở trong gương, nhìn thẳng vào đôi mắt của bạn, vì người ta nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Nhưng Jenny thấy nên gọi nó là cửa sổ của linh hồn thì đúng hơn, vì đó là nơi ẩn chứa rất nhiều năng lượng của bạn. Ok, và sau khi bạn nhìn thẳng vào đôi mắt của mình thì hãy bắt đầu nói những câu này: tôi yêu bạn, tôi tha thứ cho bạn, và tôi chấp nhận bạn là chính bạn. Tôi yêu bạn, tôi tha thứ cho bạn, và tôi chấp nhận bạn là chính bạn. Hãy lặp lại như vậy bao nhiêu lần cũng được cho đến khi nào bạn cảm thấy trong lòng mình dễ chịu hơn. Lý do là bởi vì ngày nay đa số mọi người đều cảm thấy lo lắng, bất an và luôn muốn tìm kiếm một sự công nhận và sự khẳng định từ những lời khen ngợi hay là vật chất bên ngoài. Và nếu không có được thì bạn sẽ cảm thấy mình thật thất bại. Và điều này cũng có nghĩa là bạn đang không yêu thương bản thân bạn. Hai cảm xúc xấu hổ và nhục nhã là hai nguồn năng lượng cảm xúc chính gây ra sự tắc nghẽn năng lượng bên trong bạn. Bởi vì hãy nhớ rằng bạn không thu hút những gì bạn muốn, bạn thu hút những gì bạn trở thành. Nếu bạn không thể yêu thương và bao dung cho bản thân, bạn không thể trở thành tình yêu thì làm sao bạn có thể thu hút được tình yêu? Nếu bạn không có sự giàu có thịnh vượng trong tâm thức thì làm sao bạn có thể thu hút được sự giàu có? Do đó, mỗi khi bạn cảm thấy tiêu cực hay là nghi ngờ về bản thân thì hãy làm điều này để thay đổi tần số của bạn nhé. Ok, và cách thứ 5 để nâng cao tần số rung động của bạn đó là buông bỏ và tha thứ. Như các bạn đã thấy trên cái bảng điểm tần số thì các cảm xúc như là xấu hổ, tội lỗi, buồn phiền, ham muốn, sợ hãi là những tần số rung động thấp nhất. Dù cho đó là sai lầm của ai đi chăng nữa, thì chỉ khi nào bạn có thể tha thứ cho người khác và tha thứ cho chính bản thân mình thì bạn mới thực sự được giải thoát. Nếu không thì bạn có làm cách gì thì cũng không thể chuyển hóa được tần số năng lượng của bạn lên cao hơn được. Bởi vì khi bạn oán hận hay là thù ghét một ai đó, nó cũng giống với việc là mình uống thuốc độc nhưng lại mong người khác chết vậy. Do đó, để tha thứ thì thứ nhất là bạn phải tha thứ cho người khác. Hãy hiểu rằng khi bạn tha thứ cho những ai đã xúc phạm hay là làm tổn thương bạn, đó không phải là vì họ đáng được tha thứ mà vì bạn đáng được giải thoát. Và thứ hai là tha thứ cho bản thân bạn. Bởi vì với bất cứ sai lầm nào trong quá khứ
Thì vào thời điểm đó, với nhận thức giới hạn đó, bạn chỉ có thể lựa chọn và hành động như thế. Bạn không biết làm gì để tốt hơn được. Vì vậy, hãy tha thứ cho bản thân bạn. Đừng tức giận với chính bạn. Đừng trừng phạt tương lai bằng những sai lầm trong quá khứ. Hãy bắt đầu lại. Ok, và một mẹo bonus cuối cùng cho bạn đó là hãy lan tỏa tình yêu bằng cách nhấn vào nút like và bấm nút đăng ký, subscribe kênh và bật luôn cái chuông thông báo để bạn không bỏ lỡ bất kỳ video nào khác. Và đừng quên tìm link đăng ký bên dưới để có thể tham gia vào chương trình nhận quà miễn phí với Jenny nữa nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.